Mở đầu bản tin trong nước hôm nay là những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Tư Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi về việc tiêm vaccine. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trên cơ sở kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế chủ động quyết liệt thực hiện việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã đề xuất với chính phủ về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho lao động có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong giai đoạn 2022-2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất với chính phủ và các bộ ngành liên quan quy định gói hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh để đảm bảo quyền được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xem xét đưa bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B để đảm bảo cân đối giữa việc sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế phối hợp tham gia với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều nơi tại thành phố Hà Nội, do không có hướng dẫn và có quy định nên rác thải của người mắc COVID-19 vẫn đang được gom chung với rác thải sinh hoạt, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Theo quy định, rác thải của F0 phải được buộc vào túi ni lông riêng màu vàng hoặc dán chữ lên túi và tất cả các loại chất thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 phải được coi là chất thải lây nhiễm. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc phân loại rác thải lây nhiễm chưa được thực hiện đúng quy định. Các loại rác thải lây nhiễm này vẫn bị gom chung với rác thải thông thường. Bình quân mỗi ngày, Hà Nội phát sinh khoảng hơn 6.000 tấn rác thải sinh hoạt Tuy nhiên, với số lượng các kf F0 gia tăng trong thời gian qua, khiến công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực. Đáng chú ý, không ít F0 không khai báo dẫn tới việc chưa được quản lý chặt chẽ, trong đó có cả việc xử lý chất thải. Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ một công chức văn phòng kiêm thủ quỹ ủy ban nhân dân xã Cán Chu Phìn cùng hai đồng phạm khác vì đã lấy trộm số tiền gần 600 triệu đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 3, Công an huyện Mèo Vạc phá án thành công bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có Mua Mí Lử, sinh năm 1974, trú tại thôn Tả Lùng B, xã Tả Lùng, huyện Mèo Vạc. Lử chính là người báo án và là công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân kiêm thủ quỹ, Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn. Bước đầu các đối tượng khai nhận do cần tiền đánh bạc nên mua mí lử đã cùng hai đối tượng khác là Sùng Mí Già sinh năm 1976, Sùng Mí Xính sinh năm 1984 phá cửa sổ phòng làm việc của mình, đục kết sắt và lấy trộm số tiền 565 triệu đồng. Đáng chú ý, chính mua mí lử là người tới công an xã Cán Chu Phìn trình báo về việc kết sắt của xã bị lấy trộm thưa quý vị và các bạn phần cuối bản tin trong nước hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với tỉnh thái nguyên để cùng tìm hiểu mô hình chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ ngắn ngày sang phát triển rừng gỗ lớn và thực hiện quản lý rừng bền vững gắn với cấp chính trị fsc Hiện tại, rừng keo này đã đủ tuổi khai thác và mỗi hecta sẽ cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng, nhưng nếu chuyển đổi sang phát triển cây gỗ lớn với chu kỳ từ 10 đến 12 năm trở lên mới khai thác, cây keo sẽ lớn hơn và chắc chắn sẽ cho thu nhập gấp đôi, gấp ba lần hiện tại. Đó là điểm nổi bật nhất từ mô hình chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ ngắn ngày sang phát triển rừng gỗ lớn tại Thái Nguyên. Từ hiệu quả kinh tế của mô hình này, để khuyến khích người dân, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn bằng cây sinh trưởng chậm một lần 15 triệu đồng trên 1 hecta trồng rừng gỗ lớn bằng cây sinh trưởng nhanh một lần 10 triệu đồng trên 1 hecta chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, công khoán bảo vệ rừng theo quy định của nhà nước.